Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là ở trong rất nhiều các số tư vấn điện thoại mình thường giới thiệu về cửa hàng Cellphonet, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là cũng có bạn nói là anh ơi, thế bây giờ nếu mà em mua hàng qua kênh của anh thì có được giảm giá hay không? Đấy, thì từ trước đến nay là chưa bao giờ cửa hàng Cellphonet giảm giá cho thành viên của kênh Dương Dê. Đấy, thế đợt này thì mình cũng đang cố gắng liên hệ đến cửa hàng để mà có được các cái mã giảm giá cho anh em. Đấy, chắc là đầu tiên là mình sẽ cố gắng xin các cái mã giảm giá cho các cái sản phẩm của Apple trước cái đã nhá. Đấy, nó gồm iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, tai nghe AirPods các thứ, nghĩa là đại loại là tất cả các sản phẩm của Apple là các bạn sẽ đều được giảm giá. Cái thời điểm mà mình làm video này thì mình vẫn chưa nhận được cái mã giảm giá đến từ Cellphonet, nhưng mà mình hy vọng là khi cái video này xuất bản thì đã có cái mã giảm giá cho các bạn rồi. Đấy, thì nếu mà có nhá, nếu thôi nhá, thì mình sẽ để ngay, cập nhật ngay và luôn dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này để anh em có thể mua được với một mức giá tốt nhất. Và chắc chắn nhá, chỉ có khán giả của kênh Dương Dê mới có cái mã đấy thôi. Đấy, còn tất nhiên nếu bạn không sử dụng mã thì mặc định các bạn đến cửa hàng là các bạn sẽ không được giảm một xu nào đâu, chắc chắn luôn. Đó, được chưa? Nên là đấy là cái ưu điểm mà có được những cái mã giảm giá như thế. Đấy, thì tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment rồi. Còn anh em nào mà muốn mua các sản phẩm Apple hàng chính hãng mới 100% thì các bạn có thể đến Cellphonet nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Cường Át, bạn hỏi là em là người dùng iPhone từ thời iPhone 5 tới 13 Pro Max, không thiếu đời nào. Ê chà, bạn được đấy. Khuyên thật cho những anh em muốn mua iPhone cũ thì không nên mua những dòng iPhone đã quá 5 năm. Xét về giá tiền và giá trị sử dụng thì mua các dòng iPhone ra được 3 năm là tốt nhất. Còn nếu về tiền ít quá thì lựa chọn các dòng máy chạy Android mới sẽ rẻ tốt hơn. Rồi, giá rẻ sẽ tốt hơn. Rồi, thế thì mình đồng tình với cái quan điểm này của bạn, nghĩa là mình tương đối đồng tình. Bây giờ mình lấy một ví dụ nhá. iPhone cách đây khoảng 3 năm đi, bây giờ thực ra là sắp đến iPhone 14 rồi đúng không ạ? Thế thì cách đây 1 năm thì nó là iPhone 13 Pro Max này. Cách đây khoảng 2 năm thì nó là iPhone 12 Pro Max, 12 cái thứ đấy. Và cách đây khoảng 3 năm thì nó là tầm khoảng iPhone 11. Đấy. Còn nếu mà chúng ta tính là về đời iPhone cách đây 3 năm thì nó sẽ là iPhone 10S, 10S Max các thứ nữa. Đấy, thì mình nghĩ là ok, đồng ý. Những cái dòng iPhone đó là những cái dòng iPhone mà chúng ta vẫn có thể mua được. Đấy, thế còn nếu mà trước nữa thì nó sẽ là kiểu như là đời iPhone 10 này, đúng không ạ? Còn trước nữa thì iPhone 10, 8 với 8 Plus ấy, trước nữa thì nó sẽ là iPhone 7, 7 Plus. Đấy, thì mình nghĩ là từ iPhone 7 mà đổ xuống thì chúng ta cũng hết sức hạn chế. Đấy, tất nhiên, nếu như những bạn nào mà đang sử dụng bây giờ nha, mình không nói những bạn mà chuẩn bị mua mình, những bạn đang sử dụng bây giờ thì mình thấy là nếu các bạn đang sử dụng iPhone 7, iPhone 7 Plus thì chẳng vấn đề gì cả. Bởi vì bản thân mình như này, mình vẫn đang sử dụng một cái iPhone 7 thì không có vấn đề gì, mình cũng không có nhu cầu bán nó đi, đúng không ạ? Nhưng ở đây là mình chỉ có lời khuyên dành cho những ai mà mua mới thôi. Đấy, chứ còn ví dụ như ngày xưa mình mua cái iPhone 7 từ lúc hiệu năng nó vẫn còn rất tốt và mình đã được hưởng những cái sự sung sướng khi sử dụng nó rồi, mình đã được hưởng hết những cái sự mượt mà của nó rồi, cuối cùng bán lên tay của các bạn thì các bạn chỉ nhận được những cái sự thất vọng về hiệu năng thôi, thì mình nghĩ là hay là những cái sự thất vọng về những cái thứ khác, những cái sự hao mòn của nó, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là không nên. 5 năm là một khoảng thời gian quá dài, người khác người ta đã sử dụng nát bét cái điện thoại đấy rồi. Nó là từ nát bét thì nó hơi quá, ý là người ta đã hưởng thụ hết những cái trái ngọt của nó rồi. Bây giờ còn bã thì chúng ta lại ăn thì nó cũng khổ, đúng không nào? Đấy, thì mình nghĩ là nên mua những điện thoại Android mới hơn, đúng. Và mình cái câu hỏi này thì mình rất là đồng tình với cả quan điểm của bạn Cường Át, bởi vì đơn giản là bạn Cường là người đã sử dụng từ iPhone 5 đến iPhone 13 Pro Max, nghĩa là bạn đã sử dụng rất là nhiều đời rồi. Và bạn có một cái câu chia sẻ như này, chứ không phải là một cái người mà linh tinh xong rồi chưa bao giờ sử dụng xong cứ phán bừa, đúng không ạ? Đấy, thì mình nghĩ là cũng hợp lý. Còn lại thì nếu mà chúng ta mua một cái iPhone mà đời nó quá sâu ấy, cái xác suất xảy ra hàng dựng nó sẽ cao rất nhiều so với cả một cái iPhone đời nó mới hơn. Đấy. Ví dụ nhá, iPhone 12 Pro Max, mình không nói là nó không hàng dựng, nó vẫn có hàng dựng chứ phải không? Nhưng chắc chắn là xác suất xảy ra hàng dựng của iPhone 12 Pro Max sẽ ít hơn rất nhiều so với những cái iPhone đời cũ rồi, đúng nào? Đấy, kiểu như thế. Thì mình nghĩ là cũng hợp lý. Mà ví dụ nhá, bây giờ tầm khoảng 4-5 triệu chúng ta mua một cái iPhone 8 đi, ví dụ thế, chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn ngon mà, đúng nào? Mình nói thật với bạn chứ,
Redmi Note 11 bây giờ bạn mua còn sử dụng còn sướng hơn thật. Đấy. Hay ví dụ như là tầm khoảng 7-8 triệu để mua một cái iPhone 10R thì trời ơi bây giờ đầy cái điện thoại ngon. 7-8 triệu bạn có thể mua được Realme GT Neo 3 này, hay là Realme Q5 Pro này, hay là một cái con Vivo T1 hàng chính hãng luôn đấy nhá. Cũng ngon mà. Đúng nào, cứ phải khổ mà đi mua một cái iPhone cũ làm cái gì. Đúng ạ, đấy thì đúng thật, mình đồng tình với quan điểm của bạn Cường Át thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Nguyễn Hữu. Bạn hỏi là bây giờ giữa iPhone 10R với cả S10 5G cùng giá tiền thì nên lựa chọn con nào? Chúc anh và mọi người suôn sẻ và nhiều sức khỏe. Đấy, vừa nhắc đến iPhone 10R thiêng thế thì lại. Thế thì cá nhân mình thấy là như này này. Đấy là đầu tiên là về thiết kế, đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người nhá. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua S10 5G bởi vì là cái viền màn hình của nó mỏng hơn, màn hình của nó lại là màn hình cong, và cái cụm camera ở phía sau của nó thì mình thấy là nó làm tương đối là cân xứng. Đấy, mình thích kiểu đấy hơn. Về màn hình thì rõ ràng là S10 5G sẽ có màn hình đẹp hơn rồi. Đấy. Về hiệu năng thì chúng ta cũng không cần phải tranh cãi sẽ là cái con chip nào mạnh hơn đâu, nhưng mà chúng ta sẽ cảm nhận được thấy là cái thứ mà chúng ta có thể cảm nhận thấy rất là rõ ràng đấy là S10 5G nó sẽ có 5G. Và đặc biệt nữa là nó có bộ nhớ trong lên tới là 256GB, gấp 4 lần so với cả iPhone 10R cùng tầm giá. Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục nào. Camera của nó cũng sẽ đa dụng hơn iPhone 10R. Pin của nó thì mình đánh giá là pin cũng ở mức độ bình thường, chỉ xem thôi bởi vì Samsung tối hóa pin không tốt đâu. Nhưng mà nó cũng không yếu hơn iPhone 10R là mấy. Đấy, còn các yếu tố khác, kháng nước kháng bụi cũng có, loa ngoài loa kép nó cũng có. Nó còn có cả thêm cả công nghệ âm thanh Dolby Atmos các thứ nữa. Và rõ ràng rồi, S10 5G là sẽ nhỉnh hơn iPhone 10R nếu như chúng ta so. Tuy nhiên, vẫn sẽ có rất nhiều người lựa chọn iPhone 10R bởi vì đơn giản nó là iPhone cái đã. Nó có hệ điều hành iOS các bạn thích hơn này. Nó sẽ có iMessage, có FaceTime, mua đi bán lại dễ dàng hơn, sửa chữa dễ dàng hơn, nhiều phụ kiện đi kèm hơn. Và S10 5G nhá, các bạn cứ tưởng tượng mà các bạn mà làm vỡ cái màn hình 2K của nó thì ui dồi ôi. Thôi, không nghĩ đến chuyện sửa nữa, nó đắt, nó rất là đắt. Đấy, thì cũng cần phải cân nhắc cái điều này. Còn cái này là tùy thuộc các bạn thôi, chứ còn với mình thì mình thấy là S10 5G nó sẽ có phần nhỉnh hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Homen. Bạn hỏi là em là học sinh cấp 3, đang có kinh tế là khoảng 3 triệu. Em đang băn khoăn giữa Tecno Spark 8C hay là cố lên, nhích lên để mà mua Redmi 10C, chủ yếu là dùng bền hết cấp 3 và các tác vụ thông thường, chiến game nhẹ nhàng, tầm trung như kiểu là Liên Quân. Mong anh tư vấn giúp em, chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Với cá nhân mình thì mình thấy là đầu tiên là về thiết kế thì thực ra là hai cái sở này nó có thiết kế nó cũng tương đối là tương đồng với nhau. Cụm camera phía sau thì cái phần viền đen bao quanh nó to tổ bố ra. Thế xong rồi, màn hình thì cũng đều là màn hình giọt nước cái thứ cả. Đại loại là thiết kế thì cũng không có con nào nổi bật. Nhưng ít nhất là con Redmi 10C thì nó cũng sẽ mỏng nhẹ hơn so với cả con Tecno Spark 8C. Được chưa? Về mặt màn hình thì hai con chỉ đều là HD cộng mà thôi. Nhưng mà cái con Tecno Spark 8C thì nó lại có màn hình 90Hz đi nhá. Thế mới hay. Rồi, về hiệu năng thì mình sẽ lựa chọn Redmi 10C với con chip Snapdragon 680. Đấy. Về camera thì mình cũng sẽ lựa chọn Redmi 10C. Về pin thì cả hai con đều là 5000 mAh cả. Đấy, nhưng mà Redmi 10C thì nó có hỗ trợ sạc nhanh hơn. Đấy. Đại loại là bây giờ mua con nào trong hai con này thì mình thấy là về cơ bản hai con này cũng xem với nhau. Nhưng mà nếu mà bạn muốn sử dụng một cách yên tâm hơn ấy, thì ở Việt Nam thương hiệu Xiaomi được yêu mến hơn ấy. Nếu mà trong cái trường hợp này thì mình nghĩ là mình khuyên bạn là nên cố lên Redmi 10C, cố lên một chút thôi. Lên Redmi 10C vì thực ra là hai sở này nó là giá nhau cũng không nhiều. Đấy, thì nên lên Redmi 10C bởi vì là bạn chiến game cũng nhẹ nhàng, tầm trung nhiều liên quan các thứ, thì thực ra là hai sở này nó cũng không đến mức độ gọi là quá yếu đuối trước những tựa game như vậy. Nhưng mà mua Redmi 10C bạn sử dụng một cách lâu dài hơn, và hết cấp 3 thì về cơ bản là thương hiệu Xiaomi thì nó cũng phổ biến hơn ở Việt Nam, sau này mà có vấn đề gì thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn Tecno thì cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng ở đây là nổi tiếng ở châu Phi nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Anh Tuấn, bạn hỏi là em đang có tầm 5 triệu, anh tư vấn giúp em một con Android tốt dùng trong 2-3 năm. Em chỉ lướt mạng và chụp ảnh thôi, cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Nếu mà với các cái nhu cầu này của bạn thì mình nghĩ là
bạn nên cân nhắc mua chiếc Samsung Galaxy A23. Đây là một chiếc điện thoại có camera ổn đấy nhá. Bộ nhớ trong 128GB. Chip Snapdragon 680 là cũng ngang với cả Redmi Note 11 rồi. Và A23 thì hộp phụ kiện thì vẫn có củ sạc, sạc 15W mặc dù hỗ trợ 25W. Đấy. Màn hình 90Hz, tấm nền chỉ là IPS thôi, nhiều cái màn hình 90Hz mình nghĩ là con này là ổn. Thực ra là 5 triệu nó cũng sẽ có một số những sự lựa chọn, ví dụ là Redmi Note 11 phiên bản bộ nhớ trong cao hay là Realme Q5i mình thấy là cũng rất là được, nhưng mà vấn đề đây là gì? Đấy là chụp ảnh nó không đẹp. Đấy, nếu mà so với A23 thì mình nghĩ đánh giá là A23 tốt hơn ấy. Mình nghĩ là bạn nên cân nhắc mua Samsung Galaxy A23 là hợp lý. Chứ còn lướt web, lướt mạng các thứ thì cả ba sản đều ok. Nhưng mà nếu mà là mình thì mình nghĩ là mình sẽ mua Galaxy A23. Còn hàng cũ thì nhiều lắm, hàng cũ bạn có thể mua LG V50 cái thứ thì thoải mái nhé. Đấy. Hay là thậm chí là Samsung Galaxy S10 bản nhỏ ấy, thì cũng được. Nhưng mà thôi, với tầm giá này thì thôi mua hàng mới đi. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tâm AP. Bạn hỏi là: anh Dương, cho em hỏi, hiện tại em đang dùng Redmi 9T, muốn lên đời máy trong tầm giá từ 6 đến 7 triệu, không cố được nữa. Nhu cầu của em là thích tìm hiểu đồ công nghệ hay là xem YouTube, lướt web và cũng hay chơi game giải trí nữa. Em cảm ơn, chúc anh và ekip nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cũng có rất nhiều bạn là comment ở đây, đấy là Realme GT Neo hay là Realme Q3 Pro. Đấy, thế thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc này. Đấy là nếu mà bạn đang sử dụng một cái điện thoại Xiaomi, bạn muốn lên mà bạn không muốn thay đổi cái thói quen sử dụng điện thoại thì bạn cũng có thể cân nhắc mua một cái điện thoại Xiaomi cũng được. Và từ 6 đến 7 triệu mình thấy là có Redmi Note 11 Pro 4G nhé. Bạn chỉ mua được bản 4G thôi, nhưng mình thấy là bản 4G là khá là ổn. Là bạn từ Redmi 9T bạn lên là quá ok rồi. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là nếu mà bạn không lăn tăn vấn đề là bắt buộc phải lên điện thoại Xiaomi thì chúng ta cũng có một số những sự lựa chọn để đổi gió. Ví dụ như là 7 triệu là bạn đã có thể mua được một con Xiaomi, à xin lỗi, Vivo T1. Con này quá ngon luôn, chip 778, sạc hỗ trợ là 66W và sạc đi kèm là 80W. Màn hình AMOLED có vân tay bên trong màn hình các kiểu, camera cũng khá là đẹp. Đấy, thì mình thấy là Vivo T1 được đấy. Vivo T1 là rất được luôn đấy nhá. Còn tất nhiên Realme GT Neo hay là Q3 Pro thì mình thấy là cũng ok, nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là những sản này bây giờ mua là khó mua đấy, hết hàng đấy. Giống như bạn Lê Quốc Bão hay là bạn Hiền Đỗ comment thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã comment ở đây, nhưng mà mình nghĩ là sẽ khó có hàng để chúng ta mua lên thôi. Vivo T1 là sự lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn chuyển sang một cái điện thoại trong cái tầm giá đó, được chưa? Nó đáp ứng được các nhu cầu của bạn, xem YouTube ok này, lướt web ổn này. Đấy. Thì mình thấy là giải trí cũng được, sạc rất là nhanh, chụp ảnh cái thứ ngon nghề. Rồi. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.